Chào bạn, sau đây thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta xác nhận tài khoản Microsoft Teams trên máy tính để chúng ta tiếp tục học mà không bị gián đoạn. Thì đầu tiên, nếu mà ai đã đăng nhập Microsoft trên máy tính rồi thì hãy tiến hành đăng xuất ra, và để chúng ta sẽ làm những cái bước từ đầu như thế này. Đầu tiên các bạn sẽ đăng nhập vô nhé bằng một mã số sinh viên của mình. Thì ở đây thầy sẽ có một cái mã số sinh viên của bạn bất kỳ nào đó thôi, thầy sẽ đăng nhập bình thường. Tất cả mọi thứ đều như cũ, tức là password 1 ABC đúng không? Rồi chúng ta đăng nhập vô. Lập tức thì mình sẽ một cái thông báo là chúng ta sẽ cần thêm thông tin. Và thường thường là mình sẽ ấn đây đúng không ạ? Ấn vào Keep for now để chúng ta vô luôn. Nhưng bây giờ mình sẽ ấn tiếp tục các bạn nhé. Chúng ta sẽ chọn là, đến đây chúng ta sẽ chọn là Receive Notification for Verify để chúng ta xác nhận bằng thông báo, và chúng ta ấn Setup. Sau khi ấn Setup rồi thì chúng ta sẽ nhận được một cái mã QR trên màn hình. Lúc này các bạn sẽ mở máy điện thoại mình lên và chúng ta sẽ tải ứng dụng là Microsoft Authenticator ở trên CS Play hoặc trên App Store đều có. Nhớ là Microsoft nhé. Và chúng ta ấn mở lên. Sau khi mở lên rồi thì chúng ta sẽ ấn vào cái dấu cộng ở phía trên bên tay phải các bạn nhé. Dấu cộng phía trên bên tay phải. Chúng ta chọn là tài khoản cơ quan hoặc trường học. Chúng ta tiến hành quét cái mã mà chúng ta nhận được trên máy tính. Đấy, nó nhận được rồi đó. Sau khi quét xong thì màn hình máy tính sẽ trở lại cái trạng thái như lúc ban đầu. Và lúc này ở trên máy tính của mình sẽ ấn nút là Next để chúng ta tiếp tục làm. Thầy sẽ để luôn hai màn hình ở đây để chúng ta dễ xem. Sau khi ấn Next xong, chờ một lúc khoảng 10 giây thì chúng ta ấn Next một lần nữa. Thì lúc này trên màn hình điện thoại bạn, để ý trên màn hình điện thoại bạn sẽ thấy là phê duyệt đăng nhập kìa. Thấy chưa? Chúng ta ấn chấp thuận. Và lúc đó thì trên màn hình máy tính của mình nó sẽ cái nút next m nó sẽ xanh lên và nó sẽ đôn hiện chữ đôn, và chúng ta ấn vậy là hoàn tất. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cái việc xác nhận rồi, và chúng ta có thể sử dụng cái tài khoản này mà không bị hỏi bất cứ một lần nào nữa và không bị gián đoạn nữa. Cho nên các bạn bắt buộc phải sử dụng nhé các bạn nhé. Ok các bạn, chúc bạn thành công.